Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ một món ăn dùng có thể ăn chơi hoặc là ăn với cơm rất là ngon. Đó là món gà nướng muối ớt được nấu trong nồi chiên không dầu. Phần nguyên liệu chính cho món gà nướng muối ớt của mình ngày hôm nay, ở đây mình có là 7 miếng đùi gà mình đã lóc xương. Nếu các cô chú, anh chị và các bạn muốn làm nhiều hơn thì mình sẽ nhân cái số lượng này lên. Thì cái thịt đùi gà này thì mình đã rửa sạch với lại muối và rửa lại với nước lạnh để ráo, và mình đã lọc bớt cái phần mỡ bỏ đi. Để ướp cái phần thịt gà của mình thì mình sẽ cho vào cái tô này là 500ml nước, 1 muỗng canh muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay, tiêu trắng hay tiêu đen cũng được, và 1 muỗng canh tỏi bột, 1 muỗng canh ớt bột màu, và 1 muỗng cà phê hạt nêm gà. Sau đó thì mình sẽ quậy đều cái hỗn hợp này lên cho các gia vị được hòa tan với nhau, và mình sẽ cho cái phần thịt gà mình đã làm sạch rồi vì mình sẽ cho vào đây ướp. Sau khi mình đã cho cái phần thịt gà vào cái hỗn hợp muối và các gia vị thì mình ướp, và mình đậy cái giấy kiến lại và mình cho vào tủ lạnh, mình ướp ít nhất là 2 tiếng đồng hồ hoặc là qua đêm thì nó sẽ càng ngon hơn. Tiếp theo đó thì mình sẽ làm cái nước sốt để phết gà. Thì trong cái chén này thì mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê bột nghệ, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm gà, 1 muỗng canh đường cát trắng và 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh dầu ăn và 1 muỗng canh tương ớt tỏi. Mình sẽ quậy đều cái hỗn hợp này lên cho tất cả được hòa quyện với nhau, và mình sẽ được một cái hỗn hợp để phết lên thịt gà như thế này. Trở lại với phần thịt gà, sau khi mà mình đã ướp 2 tiếng đồng hồ thì mình sẽ lấy ra từ trong tủ lạnh và mình sẽ lấy từng miếng thịt gà này cho vào cái nồi chiên không dầu của mình. Mình chú ý là mình sẽ làm cái phần da của miếng gà đó nó thẳng ra, nó được không có bị nhăn lại, thì cái miếng gà khi mà mình chiên thì nó sẽ đẹp mắt hơn, và mình không bỏ quá nhiều cái thịt gà vào cùng một lúc. Cái nồi của mình cũng to thì mình chỉ bỏ tối đa là 4 miếng mà thôi. Và sau đó thì mình sẽ dùng cọ đó, mình phết lên một lớp hỗn hợp mà mình đã chuẩn bị sẵn lên cái phần mặt da gà. Sau khi mà mình đã phết xong cái hỗn hợp đó lên các mặt của da gà thì mình sẽ cho vào cái lò chiên không khí của mình. Mình sẽ nướng cái thịt gà này làm 2 lần. Lần đầu tiên thì mình sẽ nướng với nhiệt độ là 175 độ C trong vòng 15 phút. Thì sau 15 phút thì mình sẽ có cái miếng thịt gà như thế này. Mình lấy ra và mình sẽ phết thêm một lần nữa cái hỗn hợp mình đã chuẩn bị. Thì lần này mình cũng phết một cái lớp mỏng thôi. Và sau đó thì mình sẽ cho nó trở lại cái lò chiên không dầu của mình và nướng ở lần 2. Cái lần 2 này thì mình sẽ chỉnh nhiệt độ là 187 độ C và mình chỉ cần nướng thêm 5-7 phút mà thôi. Các cô chú, anh chị và các bạn cũng lưu ý là tùy theo cái loại mỗi cái nồi chiên không dầu, cái hiệu nó sẽ khác, cái nhiệt độ khác nhau. Nên các cô chú, anh chị và các bạn cũng nên lưu ý và điều chỉnh cái nhiệt độ và thời gian sao cho phù hợp.
Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị cái phần muối ớt để ăn kèm chấm cho cái miếng thịt gà của mình. Trong cái chén này thì mình có đây là lá chanh mình đã sắc nhuyễn và ớt băm và muối. Ở đây nó là muối hồng cho nên các cô chú anh chị thấy nó có cái màu hồng vậy thôi, chứ mình xài muối nào cũng được. Mình chỉ đơn giản là mình trộn cái ba cái nguyên liệu này lại thôi. Và nếu thích thì các cô chú anh chị và các bạn có thể vắt thêm một ít chanh vào đây. Và bây giờ thì cái lò nó báo cái thịt gà của mình đã xong rồi. Mình lấy ra thì mình thấy rất là đẹp luôn. Cái màu rất là hấp dẫn, vàng đều và cũng không có bị quá khét. Mình sẽ trình bày vào dĩa thì mình cũng làm đơn giản là mình cho vào dĩa, mình trang trí thêm một ít salad và bên cạnh đó thì mình để cái chén muối ớt mình mới vừa làm xong. Món này thì mình ăn với cơm rất là ngon, hoặc là làm những cái món khai vị cho các buổi tiệc thì cũng rất là ngon luôn. Nếu mà mình ăn với cơm thì mình có thể cho vào dĩa cơm, mỗi dĩa cơm là một miếng gà như thế này. Rồi khi nào ăn thì mỗi người tự dùng đĩa và dao mình cắt ra ăn giống như cơm tấm vậy đó. Còn nếu không thì mình có thể là xắt nhỏ ra như thế này, rồi dùng cho những cái bữa tiệc á, mọi người có thể dùng lấy từng miếng theo theo cái ý muốn của mình. Món này ăn rất là ngon, đó là nhờ mình đã ướp cái thịt gà này trong một cái thời gian là ít nhất là 2 tiếng đồng hồ rồi, nên miếng thịt rất là thấm. Và khi mình ăn thì mình chấm với lại cái muối ớt nè, nó càng ngon hơn. Cái phần muối ớt nó có cái lá chanh rất là thơm. Và tùy theo khẩu vị của các cô chú, anh chị và các bạn, thì các cô chú, anh chị và các bạn có thể sử dụng các loại ớt, cây vừa, hoặc cây ít, hoặc cây thiệt là cay. Chứ mình nhà mình thì ăn cũng cay vừa vừa thôi, thì mình không có sử dụng cái loại ớt quá cay. Mình quên nói với các cô chú, anh chị và các bạn là lúc mà mình lấy cái thịt gà từ cái lò chiên không dầu ra thì mình thấy cái da gà nó cũng có cái độ giòn và xốp nữa. Và bây giờ thì mình xin tạm dừng cái video gà nướng muối ớt của mình ngày hôm nay ở đây. Và mến chúc các cô chú, anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Bye!